Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ ba ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức kỳ họp thứ hai, nhiệm kỳ 2021-2026. Bức tranh công nghiệp của huyện Văn Lâm sau 22 năm tái lập. Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chưa muốn tiếp cận dịch vụ công trực tuyến. Người dân vẫn lơ là chủ quan trong công tác phòng chống dịch. Tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa 17 trọng thể tổ chức kỳ họp thứ hai để xem xét quyết định một số chủ trương chính sách quan trọng. Đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì kỳ họp. Sự kỳ họp có các đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Quốc Toàn nêu rõ, kỳ họp lần này Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tiến hành xem xét thảo luận thông qua các nội dung về phê duyệt chủ trương đầu tư đối với một số dự án đầu tư công trong danh mục nghị quyết số 24 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025, làm căn cứ để đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn và thực hiện phân bổ vốn cho kế hoạch đầu tư công năm 2022 và các năm tiếp theo. Việc này có ý nghĩa rất quan trọng là tiền đề cho việc triển khai các bước tiếp theo trong thực hiện thủ tục đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của tỉnh và xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, phấn đấu đạt các mục tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra trong nhiệm kỳ. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã nghe, xem xét 45 tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án. Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh về các tờ trình tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, quyết nghị, nhất trí thông qua 34 nghị quyết, 11 tờ trình dự thảo còn lại sẽ tiếp tục hoàn thiện các thủ tục điều kiện cơ sở pháp lý để trình tại kỳ họp sau. Phát biểu kết luận kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Quốc Toàn nhấn mạnh, Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua các nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh mới là bước khởi đầu trong quá trình thực hiện đầu tư. Vì vậy, các nhiệm vụ phía sau để các dự án được triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, đưa vào sử dụng đảm bảo hiệu quả thiết thực là sự chung tay cùng thực hiện của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương và chủ đầu tư dự án. Các căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế. Thứ nhất, đối với các dự án đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành, các chủ đầu tư khẩn trương triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư đảm bảo đúng quy trình, quy định của pháp luật, bố trí đủ nguồn lực cho các dự án, bảo đảm các công trình thực hiện đúng định suất đầu tư, tiết kiệm, chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ đề ra. Hai là, trên cơ sở số giao đầu tư công trung hạn đối với tỉnh Hưng Yên tại nghị quyết số 29 của Quốc hội 15 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, sớm tham mưu ban hành kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 làm căn cứ để xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2022 đảm bảo theo quy định của pháp luật. Thứ ba là, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tập trung đôn đốc, giám sát chặt chẽ quá trình triển khai nghị quyết, bảo đảm các dự án của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua tại kỳ họp hôm nay được tổ chức thực hiện hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 9 năm 1999, huyện Văn Lâm được tái lập trên cơ sở chia tách huyện Mỹ Văn. Đến nay sau 22 năm, từ một huyện thuần nông, Văn Lâm đã vươn mình trở thành một huyện có công nghiệp phát triển và đang góp phần tích cực thực hiện mục tiêu của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 là xây dựng Hưng Yên thành tỉnh công nghiệp hiện đại. Ngay những năm đầu mới tái lập, nhận thức rõ lợi thế tiếp giáp với thủ đô Hà Nội, có các tuyến đường sắt, quốc lộ 5 chạy qua, nên huyện Văn Lâm chủ động chọn hướng đi là thu hút các dự án đầu tư phát triển công nghiệp, từ đó tạo sức bật cho sự phát triển toàn diện của huyện.
Tách huyện ra thì ngay về ban chấp hành lâm thời chúng tôi đã xác định là cái mục tiêu là phải đẩy mạnh cái phát triển công nghiệp, xây dựng có cái vùng để mà nhanh chóng phát triển công nghiệp là các cái xã dọc đường năm từ Như Quỳnh vào đến Đình Dù, Tân Quang, Lạc Thành, Lạc Đạo. Trên đường chuyển mình thành huyện có công nghiệp phát triển, nhân dân Văn Lâm đã đồng thuận nhường trên 1.000 hectare đất cho các dự án. Một số xã như Trương Chắc, Lạc Hồng, Tân Quang đã nhường hàng trăm hectare đất. Nhờ đó đến nay, Văn Lâm thu hút được gần 2.000 doanh nghiệp vào đầu tư, tạo giá trị sản xuất gần 100.000 tỷ đồng trên một năm. Toàn huyện có một khu công nghiệp, hai cụm công nghiệp đang hoạt động hiệu quả. Nhiều năm liên tiếp, Văn Lâm có tốc độ tăng trưởng trên hai con số và là địa phương có mức đóng góp lớn nhất cho ngân sách tỉnh. Đời sống của nhân dân cũng được nâng cao rõ rệt, các thiết chế văn hóa, cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư. Phát triển nhìn chung của các xã rồi là tổng thể của cả huyện, khu vực Văn Lâm ấy, đặc điểm khu công nghiệp nhiều là cái sự phát triển mạnh về cái kinh tế. Thế cho nên là cái cuộc sống của nhân dân là nó một ngày một ngày đi lên nó rất là ổn định, nhân dân rất là phấn khởi và tin tưởng vào cái đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước. Có thể nói huyện Văn Lâm là hình mẫu cho sự thành công trong phát triển công nghiệp. Đây là tiền đề để thời gian tới huyện Văn Lâm tập trung vào xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và phấn đấu đạt tiêu chí đô thị loại 3 vào năm 2025. Thay đổi toàn diện, đưa Văn Lâm từ một huyện thuần nông thành đô thị hiện đại, tạo động lực để tỉnh Hưng Yên sớm trở thành tỉnh công nghiệp phát triển nhanh và bền vững. Đón chào tương lai. Để có cơ sở đánh giá chính xác mức độ hiệu quả điều hành, quản lý nhà nước của bộ máy chính quyền địa phương trong quá trình thực hiện các chính sách, cung ứng dịch vụ công ở những lĩnh vực người dân quan tâm, vừa qua Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch khảo sát ý kiến, đánh giá của người dân đối với công tác quản trị và hành chính công tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Theo kế hoạch, Sở Nội vụ sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan, tổ chức triển khai khảo sát ý kiến của người dân đối với công tác quản trị và hành chính công của chính quyền cấp huyện. Có 8 yếu tố cơ bản trong công tác quản trị và hành chính công sẽ được khảo sát ý kiến của người dân, gồm tham gia của người dân ở cấp cơ sở, công khai minh bạch các hoạt động của chính quyền, trách nhiệm giải trình của người dân, kiểm soát tham nhũng, thủ tục hành chính công, cung ứng dịch vụ công, quản trị môi trường và quản trị điện tử. Đối tượng khảo sát là công dân Việt Nam từ 18 tuổi đến 70 tuổi, hiện đang cư trú trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Trong đó yêu cầu người dân khi được khảo sát ý kiến, cần phối hợp tham gia cung cấp thông tin tích cực, khách quan. Trên cơ sở kết quả khảo sát, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo để các cơ quan đơn vị có biện pháp khắc phục những hạn chế tồn tại trong hoạt động của Ủy ban Nhân dân cấp huyện để nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân và tổ chức trong giải quyết các thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, thuận tiện, nhất là trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp như hiện nay. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn nhiều doanh nghiệp chưa muốn tiếp cận với các dịch vụ công trực tuyến mà vẫn cất công đến tận trung tâm hành chính công để thực hiện giao dịch, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh. Là nhân viên công ty có 100% vốn đầu tư của Nhật Bản, có trụ sở tại khu công nghiệp Thăng Long 2, trong suốt 3 năm qua, chị Vương Thị Trà mỗi khi phải làm thủ tục báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đều phải đến trực tiếp trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh để thực hiện thủ tục. Chúng tôi cũng đã nghe qua và cũng đã được Sở Lao động tập huấn một buổi cách đây tầm 3 năm trước khi bắt đầu triển khai. Thế nhưng mà thực sự thì cũng lười tìm hiểu nên là vẫn áp dụng theo hình thức là nộp trực tiếp. Hiện nay, thủ tục giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đã đạt mức độ 4, tức là có thể giao dịch hoàn toàn trên môi trường mạng. Đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, thủ tục này rất dễ thực hiện với các thao tác đơn giản. Cá nhân tổ chức sẽ thực hiện 5 bước, gồm đăng ký, đăng nhập tài khoản, lựa chọn tên dịch vụ, nộp hồ sơ trực tuyến theo hướng dẫn, theo dõi kết quả và nhận kết quả trong vòng 15 ngày. Tuy nhiên, theo thống kê, từ đầu năm đến nay đã phát sinh 1.957 thủ tục thuộc lĩnh vực việc làm an toàn lao động, nhưng chỉ có trên 30% là giao dịch trực tuyến, còn lại các doanh nghiệp vẫn đến giao dịch trực tiếp.
Có những cái doanh nghiệp do trình độ cán bộ chưa quen với việc kết nối sử dụng trên hệ thống mạng nên là chưa thể làm được. Thứ hai là do tâm lý, người ta phải gặp trực tiếp cán bộ thì người ta mới yên tâm. Thế còn bây giờ thì không cần phải có máy scan. Tôi đã duyệt rất nhiều cái hồ sơ mà người ta dùng máy điện thoại chụp ảnh văn bản rất là nét. Người ta đẩy lên hệ thống thì vẫn đảm bảo được các yêu cầu mà của thủ tục quy định. Gần 2 năm nay, chị Nguyễn Thị Quỳnh Hoa ở Hợp tác xã Thương mại và Dịch vụ Vận tải Hưng Yên đều làm các thủ tục cấp phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải cho doanh nghiệp của mình trên môi trường mạng, không phải đến cơ quan hành chính. Thủ tục cấp phù hiệu xe kinh doanh vận tải khá đơn giản, dễ thao tác. Tuy nhiên, trong tổng số hơn 900 hồ sơ thực hiện từ đầu năm đến nay, chỉ có 60% hồ sơ được thực hiện trực tuyến. Số còn lại vẫn đến giao dịch trực tiếp. Tôi là làm 3-5 thủ tục một ngày. Hoàn toàn là thao tác trên hệ thống dịch vụ công online hết. Chỉ tầm 5 phút là xong một hồ sơ thôi. Đỡ được bao nhiêu việc, với cả mình đỡ phải ra ngoài, đỡ phải giao tiếp. Thì cái công cuộc phòng chống dịch bệnh cũng tốt hơn. Xét về các điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thì doanh nghiệp là đối tượng có nhiều điều kiện thuận lợi nhất về thiết bị và nhân lực. Tuy nhiên hiện nay, tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của những đối tượng này còn hạn chế. Điều này phần lớn do tâm lý ngại tìm hiểu của những người thực hiện. Chỉ khi ý thức của người thực hiện các thủ tục hành chính thay đổi, chủ động tìm hiểu, đồng thời các cơ quan hành chính tích cực hơn nữa trong việc tuyên truyền, thì những thủ tục hành chính mức độ 4 mới phát huy hết vai trò và hiệu quả. Đây cũng là cách góp phần hạn chế sự lây lan dịch bệnh COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, đeo khẩu trang nơi công cộng, không tập trung đông người vẫn đang là một trong những biện pháp cần thiết để phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, vào chiều ngày 30 tháng 8, tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh, nhiều người dân vẫn lơ là chủ quan với việc này. Tính đến sáng nay, ngày 31 tháng 8, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 239 ca mắc COVID-19. Mới đây nhất, ngày 29 tháng 8, tỉnh Hưng Yên ghi nhận thêm 2 ca dương tính là lái xe Bắc Nam có địa chỉ ở tỉnh Thanh Hóa đến Bệnh viện Nhiệt đới Hưng Yên xét nghiệm. Sau khi lấy mẫu xét nghiệm đã cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, vào chiều cùng ngày, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh đã lập danh sách 225 trường hợp có liên quan để thông báo cho các địa phương phối hợp truy vết cách ly theo quy định. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo địa phương tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch. Tuy nhiên, theo quan sát của phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, vào chiều ngày 30 tháng 8, tại khu vực quảng trường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, nhiều người dân vẫn còn tâm lý lơ là, chủ quan trong công tác phòng chống dịch. Nhiều người khi phát hiện ống kính máy quay mới bắt đầu đeo khẩu trang. Tương tự, tại đường đi tả sông Luộc qua địa bàn các xã Hoàng Hanh, Tân Hưng, thành phố Hưng Yên, tình trạng người dân tụ tập đông người và không đeo khẩu trang vẫn diễn ra hàng ngày. Còn đây là hình ảnh nhóm phóng viên ghi lại được vào 18 giờ chiều ngày 30 tháng 8 tại cổng công ty may Thiên Sơn có địa chỉ tại xã Thịnh Phiến, huyện Tiên Lữ. Hàng chục công nhân của công ty tập trung phía cổng sau vô tư ăn uống như thế này. Sự thờ ơ, lơ là, chủ quan của mỗi người dân trong thời điểm này sẽ là nguyên nhân chính dẫn đến dịch bệnh COVID-19 có thể bùng phát lây lan cho cộng đồng. Chính vì vậy, cùng với công tác kiểm tra, nhắc nhở, tuyên truyền của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, thì mỗi người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm, thực hiện đầy đủ các khuyến cáo trong phòng chống dịch và không tập trung đông người. Mặc dù việc tham gia giao thông của người dân rất hạn chế trong thời điểm dịch bệnh, tuy vậy, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đang tăng cường công tác tuần tuyến, tăng cường kiểm soát nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Để việc đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân dân và đảm bảo an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Công an tỉnh đã chỉ đạo tăng cường công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông như vi phạm tốc độ, ngăn chặn đua xe trái phép, tụ tập gây rối trật tự công cộng, sử dụng nồng độ cồn, đi ngược chiều, phương tiện không đăng ký đăng kiểm, vận chuyển quá tải, lạng lách đánh võng khi tham gia giao thông. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Để tạo điều kiện cho bà con đi lại thuận tiện trong những ngày nghỉ lễ an toàn, chúng tôi tuần tra kiểm soát chặt chẽ, đặc biệt là chú ý các cái xe chở khách không cho vào trong tỉnh.
Thứ hai là các cái tụ điểm đông người để chúng tôi sẽ giải tán ngay. Để chúng tôi sẽ kiểm soát 24/24 giờ trên tất cả các quốc lộ. Thành phố Hưng Yên và huyện Yên Mỹ vừa tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022. Thành phố Hưng Yên hiện có 50 trường học công lập, 5 trường ngoài công lập. Năm học vừa qua, chất lượng giáo dục toàn diện cũng từng bước được nâng lên. Việc đổi mới nội dung phương pháp giảng dạy được đẩy mạnh ở tất cả các cấp học, ngành học. Kết quả tỷ lệ hoàn thành chương trình tiểu học và vào lớp 6 là 100%, tỷ lệ tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 99,82%. Có 2 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Năm học 2021-2022, ngành giáo dục thành phố phấn đấu tiếp tục triển khai, thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu về lĩnh vực giáo dục, ra soát lại đội ngũ giáo viên, xác định nhu cầu theo lộ trình để có biện pháp tham mưu giải quyết số giáo viên thừa thiếu cục bộ, giáo viên chưa đạt chuẩn, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy và học và quản lý giáo dục. Năm học 2020-2021, các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Yên Mỹ đã chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát huy năng lực người học. Trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, có 11 học sinh bậc trung học cơ sở và 46 học sinh trung học phổ thông đạt giải. Đến nay, huyện Yên Mỹ có 46 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở đạt mức độ 3. Năm học mới 2021-2022, các nhà trường tiếp tục khắc phục khó khăn, hạn chế, phối hợp linh hoạt hình thức dạy học trực tiếp và trực tuyến, đảm bảo chất lượng đào tạo, tiếp tục triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới theo lộ trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tăng cường nguồn lực, tiếp tục đầu tư cho giáo dục. Thưa quý vị và các bạn, trong xu thế hội nhập quốc tế, ngoại ngữ, đặc biệt môn tiếng Anh là một lợi thế. Do đó, nhiều bậc cha mẹ học sinh đã sớm đầu tư cho con học tập tại các trung tâm ngoại ngữ ngay từ lứa tuổi mầm non, tiểu học. Tuy nhiên, để lựa chọn trung tâm uy tín, hiệu quả lại không dễ dàng. Muốn con có thêm lợi thế trong tương lai, chị Đỗ Thị Hồng Điệp, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên sớm đầu tư cho con theo học tại các trung tâm Anh ngữ. Nhưng lựa chọn trung tâm phù hợp lại không đơn giản. Con trai chỉ học lớp 5 nhưng cũng đã vài lần đổi trung tâm học ngoại ngữ. Khi mà lựa chọn cho con một cái trung tâm học ngoại ngữ thì cũng có rất là nhiều những cái băn khoăn đấy. Thường xoay quanh thứ nhất là cái môi trường học tập của cái trung tâm đó có thật sự là tốt cho con hay không? Cái chương trình học nó có phù hợp với con hay không? Cho con học tiếng Anh ngay từ bậc tiểu học đang là xu hướng được nhiều phụ huynh lựa chọn bởi càng sớm tiếp xúc càng thuận lợi cho việc học về sau. Nắm bắt được nhu cầu, tại Hưng Yên có hơn 50 trung tâm ngoại ngữ được thành lập với đa dạng hình thức, giáo trình đào tạo. Điều này cũng khiến không ít phụ huynh lúng túng khi quyết định lựa chọn nơi học phù hợp, hiệu quả cho con. Khi lựa chọn một trung tâm để học tiếng Anh thì mình nghĩ rằng là cái việc định hướng của phụ huynh là cũng rất là quan trọng. Để phụ huynh phải xác định rằng là mục tiêu của mình cho con đi học là để làm gì. Cái mục tiêu đấy nó có phù hợp với xu hướng phát triển bây giờ hay không, để vừa học vừa chơi, để thoải mái, hay rằng để cho con có một cái nền tảng kiến thức tiếng Anh và để sau này các bạn ấy có thể thi những cái chứng chỉ quốc tế. Từ cái đó thì ta bắt đầu tính đến cái chuyện là cái định hướng của trung tâm, rồi đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, và đặc biệt lưu ý là cái chương trình đào tạo là một cái này quyết định tương đối nhiều ở cái chất lượng. Trung tâm Anh ngữ AEC, còn gọi là tiếng Anh thể kiên, không chỉ luyện thi IELTS mà còn đào tạo tiếng Anh tiểu học chất lượng cao với giáo trình đạt chuẩn chất lượng châu Âu và đội ngũ giáo viên nước ngoài và Việt. Đối với học sinh tiểu học, trước khi nhập học, các em sẽ trải qua bài kiểm tra năng lực tổng hợp, từ đó có sự sắp xếp chương trình đào tạo theo 4 cấp độ khác nhau. Sau mỗi cấp độ đào tạo, học viên sẽ tham gia kỳ thi đánh giá chuẩn đầu ra do Hội đồng Khảo thí Tiếng Anh Đại học Cambridge tổ chức. Những học sinh chưa đạt chuẩn sẽ được đào tạo lại theo đúng cam kết. Vì vậy, cũng đang thu hút khá nhiều học viên tham gia học. Trong cái thời gian nghỉ dịch vừa rồi thì trung tâm đã có cái biện pháp làm cho các con học online miễn phí 1 tháng. Và giáo viên Việt Nam hỗ trợ các bạn về mặt ngữ pháp. Và giáo viên nước ngoài thì sẽ hỗ trợ các bạn nhiều về mặt nghe nói để phát triển đủ 4 kỹ năng nghe nói đọc viết, cái nội dung bài giảng đấy.
và cái phương pháp truyền thụ của thầy cô là nó rất là đa dạng, phong phú và đảm bảo được cái chất lượng. Học ở trung tâm khá là dễ hiểu và cũng có rất là nhiều trò chơi vui. Bây giờ cháu có thể xem rõ được một số phim hoạt hình tiếng Anh rồi. Nâng cao năng lực ngoại ngữ là xu hướng tất yếu trong bối cảnh hội nhập. Tuy nhiên, để việc học tiếng Anh hiệu quả, không gây áp lực cho con, các bậc phụ huynh cũng như học sinh cần có sự nghiên cứu, cân nhắc, lựa chọn những trung tâm uy tín, chất lượng.